Rồi, tạo đi. Tạo đi con. Đây, re. Ok. Ê, được. Đồ, đồ. Gì đấy? Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần làm beat của bạn Triệu Vi Bùi. Là một dancer. Tuy nhiên hôm nay là một cái thử thách của chúng ta sẽ làm nhạc house, deep house. Và một cái vocal mà Thái Sơn có được đó là của anh Binh Di với ca khúc Sofa. Em thích Binh Di Thích chứ. không? Ok, may quá. Ok, Lỡ đưa người không thích thì sao? Rồi, hôm nay mình sẽ thử test thử ha, cái vocal nhá. thôi em đôi anh bước bên ai, cả hai đều say mang tôi sẽ cố ý trình bày. Ok. Em thấy những tình Quen anh không? vẫn Bài này muốn tin anh, không quan thuộc tâm em thuộc đúng sai. Một khi đã trao trái tim đó cho ai, em yêu còn đến không biết cách dừng lại. Rồi, thì về cơ bản thì nhạc Deep House thì nó cũng là nhạc house thôi. Xin tự giới thiệu qua các bạn, Vi Bùi này đã học producer được 4 ngày. Được 4 4 ngày. hôm, nhưng mà do dịch corona nên bạn ấy tạm gác lại, không biết có nhớ gì không, nên hôm nay cũng tranh thủ Sơn sẽ kiểm tra cái kiến thức của bạn ấy luôn. Đầu tiên mình làm thử một cái đoạn trống ha. Đấy. Chúng ta sẽ làm một cái đoạn trống. Đầu tiên là chúng ta tạo một cái MIDI ha. MIDI bấm gì? Insert MIDI clip đúng không? Rồi, tạo đi. Tạo đi con. Ha Vẽ đi. Ok, test đi. Tôi em đôi anh bước bên ai, cả hai đều say mang tôi sách cố ý trình bày. Ok. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao trái tim. Thấy chậm không? Chậm. Tempo bao nhiêu đây? 91. Lên bao nhiêu? Trong thử nha. Ok, rồi. Tôi em đôi anh bước bên ai, cả hai đều say mang tôi sách cố ý trình bày. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao. Nghe được không? Hay nhanh hơn? Nhanh hơn xíu à? Đó, sửa 105 đi. Biết đâu. Ok, nghe lại. Tôi em đôi anh bước bên ai, cả hai đều say mang tôi sách cố ý trình bày. Ok. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một Ok, rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thêm một đoạn clap vào. Nhưng mà ở đây anh cho em dùng sample luôn. Sample nhá. Drum loop nhá. Trăm 20 thử nhá. Đấy. Được không? Play. Cả hai đều say mang tôi sách với trình bày. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao trái tim đó cho Ok, ai. tạm thời á, mình chọn hai cái này mình nhân lên nhiều nhiều bản lên xem nào. Rồi, được đoạn thế thôi. Bây giờ để mà làm tiếp thì mình sẽ em phải tìm cái hợp âm của bài này. Mình lên trên mạng mình dò thử xem. Sofa Binzi Google đây. Cũng ra luôn. Ok. Hợp âm của nó sẽ là Son 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 gì? thứ Son thứ, rê thứ, rê thứ, fa, fa, đô. đô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hợp âm ha. Son, rồi. Thử xem kéo ra dài dài ra xem. Rồi tiếp theo. Nhịp trên son. Này, ok, mừng quá. Sẽ là mừng. Mình biết mà. Rê, rồi. Fa. Đấy. Rồi,
Lê. Vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai một khi đã. Có vẻ đúng rồi đấy. Vãi đúng luôn. Rồi, Ctrl D. Mấy bản luôn, thử xem. Ok, bây giờ mình sẽ chọn tiếng nữa ha. Có bị cao không? Cao quá hả? Cao quá. Nên thôi em thấy hồi nãy cũng được. Thử nghe chung đây. Em đều còn yên không bị cách dừng lời. Đừng nghe trái tim nói, đừng nghe. Hơi cao đúng không? Chọn tiếng khác em. Sợ gì. Thử tiếng khác. Tôi yêu anh được. No. Tôi yêu anh được bên anh. Sai. Hai hai. Piano key. Hoài mãi. Thế. Không phải là anh phải say bay. Tôi yêu anh được bên anh. Và hai đứa say mang tôi sức vô ý trình bày. Em thấy những tình nhân. Nhẹ đúng không? Ê. Ok. Cái này cũng được. Cũng được. Thôi hồi nãy hay hơn. Cái này hay hơn hả? Này mà. Phải không? Ừ. Giờ phải. Giờ hỏi cái dưới cái này. Này. Thử nghe chung. Ok. Nhưng tình nhân vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai một khi đã trao trái tim cho ai. Cũng được. Em yêu còn yên không biết cách dừng lời. Ok. Cũng được đúng không? Ok. Giờ mình sẽ chuyển sang làm bay của nó nhá. Rồi. Bây giờ em vẽ nốt của cái bay này nhá. Đó đây. Insert clip. Vẽ nốt gì? Bay em đánh như nào? Bay là thường nha, nếu mà em thấy khó quá thì em cứ đánh cái nốt hợp âm của cái đấy. Đánh trên đúng rồi. Đánh trên này luôn được. Ừ, được. Son. Đấy, rê. Ok. Ê, được. Đồ, đồ. Ê. Thử thu nhá. Thu nhá. Cẩn thận. Rồi, chuẩn bị. Tôi nói anh bước bên anh. Và hai đứa say mang tôi sức vô ý trình bày. Em thấy những tình nhân vẫn một tình anh. Không quan tâm em đúng sai một khi đã trao trái tim cho ai. Ok, để anh kiểm tra nhé. Wow. Lúc đầu nó hơi hụt. Hụt à? Hơi thôi chứ vẫn bắt kịp. Rồi, sửa đi. Ok, khi nào cho nó đúng tí nhá. Ok. Yeah. Hey. Yeah. Okay. Nice. Tôi nói anh bước bên này. Và hai đứa say mang tôi sức vô ý trình bày. Em thấy những tình nhân vẫn muốn tin anh. Không quan tâm em đúng sai một khi đã trao trái tim cho ai. Em yêu còn yên không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng theo trái tim bước. Lại đây em nghe với những nỗi đau. Em thích chơi làm sao. Không thể bên đó. Ok, thì bây giờ nhá. Thêm một cái sub này. Cái sub là cái tầng tủ dưới nữa. Trầm trầm bên dưới nữa. Ok. Vậy là sub hả? Rồi, làm theo thế. Thu 1, 2, 3, 4. Tôi nói anh bước bên này. Và hai đứa say mang tôi sức vô ý trình bày. Ok. Em thấy những tình nhân vẫn muốn tin anh. Không quan tâm em đúng sai một khi đã trao. Rồi. Nghe lại hả? Nó có phải sấp không? Có sấp nào như này không? Suy nghĩ. Đủ trầm chưa? Có trầm hơn bay không? Không. Không trầm hả? Nó cứ bị. Xuống nữa thế nào?
Rồi nghe lại. Giọng sắp hơn chưa? Nghe chung. Sắp là thứ không nghe ra mà. Nó chỉ là hỗ trợ cái tùm 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 bên dưới thôi. Chứ em mà nghe rõ quá thì nó lại có vấn đề. Cái sắp này à, cái bay này anh đi anh thấy nó quê vậy. Tùm tùm tùm. Nghe nó cứ cũ cũ mà. Bật bớt lại tí. Nó bớt tí, nghe nó đỡ hơn. Rồi, nhân lên. Ok. Hay là chúng ta có một đoạn sơ sơ, gọi là cũng sơ sơ đi vào. Rồi, bật lại chung đi nha, chuẩn bị. Nếu mà làm cái này như cái đều như này là rất là chán đúng không? Giả sử như lúc đầu mình có thể mình bỏ cái chưa vào trống mới chỉ là hợp âm thôi chẳng hạn. Tôi nói anh bước bên này. Và hai đứa say mang tôi sách bối trình bài. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh. Không quan tâm em đúng sai. Ok. Trong trái tim mê trọn tôi nói anh bước bên này. Và hai đứa say mang tôi sách bối trình bài. Chưa vào đúng không? Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh. Không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trong trái tim mê trọn này. Em yêu còn yên không bị cách dừng lại. Trầm lúc đấy trăm mấy bài này 110 hả? Vâng. Thích cái nào? Dạ nha. Rồi em sẽ tìm anh. No. 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 Oh, no. Thử cái này ra. Lo đi. Lo đi tí nào. Ok. Nghe đấy. Rồi, cho cái vocal để kết luôn nha. A a u a. Gì đấy? 1 2 3 vào. Ghê, nghe cũng ổn đấy. À, à, ý, ý. Ok. Rồi. Bỏ luôn. Bớt đi. Đấy. Chờ, cái đoạn đầu nó chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn nhạc này để làm cái gì đây? Sau đây sẽ là... nhạc hay là do em, nhạc dở cũng là do em. Bây giờ em phải hưởng cái sản phẩm đó. Ok, yeah. Bạn em thấy tôi em đôi anh bước bên này. Cả hai được say mang tôi sẽ cố ý trình bày. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh. Không quan tâm em đúng sai một khi đã trao trái tim đôi cho anh. Em yêu còn điên không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng theo trái tim bơ. Lạnh đây anh đem về những nỗi đau. Những tình trời đậm sâu. Không thể bên lo 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 lo. Đừng khóc ướt như thế, đừng ngốc đến như thế. Tình yêu anh không có đâu. Yêu thương sẽ mau phai. Rồi em sẽ tìm ai. Phải mở bờ vai. Không phải là anh phải say bay. Bye bye. Ta trời đậm sâu.